Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cải tổ chính trị từ việc giải mã trường hợp không thể kỷ luật được ông nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự kiện nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hai nhiệm kỳ từ năm 1996 cho đến năm 2016 đã thoát án kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2012, được coi là khởi đầu và liên quan trực tiếp đến các biện pháp quyết liệt cải tổ chính trị ở Việt Nam hiện nay. Dưới chế độ tập quyền nói chung và chế độ đảng toàn trị nói riêng, sự thách thức quyền lực tuyệt đối của người đứng đầu đảng dưới mọi hình thức bất tuân hoặc bè phái đều là trọng tội. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng Trần Xuân Bách đã bị kỷ luật vì tư tưởng đa đảng vào thời kỳ đổi mới. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây cũng ghi nhận hai nhân vật tiêu biểu cho dấu ấn hiện như vậy đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Lý do chính thống được đưa ra không cụ thể và thường được diễn tả là suy thoái về tư tưởng hay tự chuyển hóa của quan chức, nhưng đằng sau đó là sự thể hiện quyền lực của đảng. Ông Trần Xuân Bách, sinh năm 1924, mất năm 2006, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, là người lộ rõ chủ trương đa đảng ở Việt Nam. Ông đã có nhiều bài viết và phát biểu theo hướng đổi mới mạnh mẽ theo xu hướng đa nguyên đa đảng khi trào lưu cải tổ do Gorbachev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đưa ra và đã lan sang Việt Nam. Do đó, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 vào năm 1990, ông Bách đã bị cách chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bất chấp hành Trung ương Đảng nhưng không bị khai trừ ra khỏi Đảng. Đây là trường hợp suy thoái về tư tưởng có nguy cơ dẫn đến bè phái trong Đảng. Còn là trường hợp ông Nguyễn Hà Phan, sinh năm 1933, mất năm 2019, từng giữ chức vụ cao nhất trong bộ máy đảng của nhà nước là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông ta đã bị xử lý kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng và cách mọi chức vụ trước thềm đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1996. Trong cuốn Bên thắng cuộc của nhà báo Huy Đức, ông Phan đã được cựu cố vấn Nguyễn Văn Linh ủng hộ lên làm thủ tướng thay thế ông Võ Văn Kiệt, nhưng không theo đúng theo quy hoạch của đảng. Đây là tình huống bất tuân nguyên tắc lãnh đạo tập thể có nguy cơ dẫn tới tranh giành quyền lực. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hà Phan, từng giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bị khai trừ ra khỏi đảng và cách chức vào năm 1996. Khác với hai trường hợp trên, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thoát án kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện rất hy hữu. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thuộc thế hệ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và từng giữ chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hai nhiệm kỳ liên tiếp, đồng thời là đại biểu Quốc hội 4 khóa từ khóa 10 đến khóa 13. Hoạt động của ông Dũng trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ đã là chủ đề gây tranh cãi. Ông đã ký quyết định số 1568 vào năm 2006 cho phép tu sửa nghĩa trang và mộ phần của các lính tử trận Việt Nam Cộng Hòa. Ký công văn 650 vào năm 2009 triển khai dự án Bauxit tại Tây Nguyên. Một số bình luận chủ yếu là từ các nhà quan sát nước ngoài cho rằng ông thuộc phe đổi mới. Vào năm 2007, tạp chí World Business bình chọn ông là một trong 20 nhân vật cải cách của châu Á. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008-2009, ông ký gói kích cầu trị giá tổng cộng 8 tỷ đô la, tương đương với 143.000 tỷ đồng khi đó. Nhưng dòng tiền chảy không đến các mục đích như được thông báo đã gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô. Tỷ lệ lạm phát năm 2012 lên cao đến 25%, mức thâm hụt ngân sách lên đến 8%. Sự sụp đổ của hàng loạt các tập đoàn tổng công ty nhà nước cũng liên tục được kéo theo và những quả đấm thép đã trở nên những món nợ khổng lồ. Và Bộ Chính trị vào khóa 11 năm 2012 đã đề xuất quy trách nhiệm ông với tư cách là cá nhân người đứng đầu về việc hiện trạng tồi tệ của nền kinh tế, nhưng ông đã thoát hiểm khi Ban Chấp hành Trung ương đã không đồng thuận. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng bên trái khi còn là Thủ tướng trước khi bị thay thế bởi ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước Quốc hội khóa 13 vào năm 2012, ông Dũng xin lỗi vì những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016, ông không tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương và nghỉ hưu theo chế độ. Rõ ràng sự kiện đặc biệt này nói lên nhiều điều về sự vận hành của chế độ đảng toàn trị. Bởi vậy, việc giải mã thấu đáo là cần thiết
và có ý nghĩa quan trọng đối với cải cách thể chế ở Việt Nam. Thứ nhất, các nguyên tắc lãnh đạo chủ yếu của Đảng như tập trung dân chủ, bị tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm v.v. đã bị lung lay khi Ban Chấp hành Trung ương không đồng thuận với đề xuất của Bộ Chính trị về kỷ luật nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều quy định của Đảng, đặc biệt là công tác cán bộ như kỷ luật, lựa chọn, bố trí, ứng cử, luân chuyển đã được sửa đổi theo hướng tập trung quyền lực cho Tổng Bí thư và Bộ Chính trị. Thứ hai, sự thay đổi tương quan quyền lực của tứ trụ đã bộc lộ. Chuyển đổi từ kinh tế sang thị trường khiến thực quyền của Thủ tướng ngày càng lớn hơn. Điều này đã được thể chế hóa nhằm đảm bảo cho việc toàn trị của nền kinh tế. Ngoài ra, lượng của cải tổ được tạo ra nhiều hơn nhờ cơ chế thị trường đảm bảo chỗ dựa cho kinh tế, cho quyền lực của ông Thủ tướng. Đây là cơ sở cho bình luận về quyền lực của Tổng Bí thư đã bị thách thức, nhưng có sự ngộ nhận về mâu thuẫn cá nhân, hai vị trí tứ trụ về phe phái cấp tiến hay bảo thủ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Trung ương Đảng vào mùng 1 tháng 2 năm 2021. Vì vậy, việc giám sát của Đảng đối với hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng được coi là nội dung trong lãnh đạo trọng tâm. Thứ ba là sự tha hóa quyền lực quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam mang tính hệ thống và nghiêm trọng. Mặc dù ông Dũng đã xin lỗi về trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ, nhưng sau đó ông vẫn nhận được sự ủng hộ với số phiếu mức tín nhiệm cao từ Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội trong các lần thăm dò ý kiến các thành viên. Quan chức trong bộ máy hành chính đặc quyền, đặc lợi mang ân huệ từ quyền lực của ông Thủ tướng. Hình thức thăm dò này đã bị bãi bỏ ngay sau đó. Thứ tư là chuyển đổi kinh tế sang thị trường, làm bộc lộ thực chất của các quan chức. Con người họ trở nên thực tế và hành vi của họ trở nên duy lý hơn rất nhiều. Họ ủng hộ ông Dũng là vì lợi ích bản thân hơn là vì lý tưởng cao siêu. Sự trung thành và phục tùng đã giảm sút, họ không lựa chọn khác bởi sự lợi ích kinh tế. Họ đã sử dụng quyền lực như là một nguồn lực đặc biệt để tìm kiếm sự hài lòng hay lợi ích cao nhất như có thể. Và lỗi hệ thống đã giúp cho họ vượt qua sự cân nhắc giữa lợi ích kỳ vọng và xác suất bị phát giác hay bị kỷ luật để có thể vi phạm quy định của Đảng hoặc của pháp luật. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị đã bị truy tố xét xử trong 4 vụ án tham nhũng khác nhau. Thứ năm là thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực phù hợp với chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch mang tính pháp lệnh như một công cụ đánh giá công chức trong cơ chế tập quyền đã bị bãi bỏ, nhưng chưa có công cụ khác thay thế cần thiết. Việc thiết kế lồng thể chế để nhốt quyền lực đang bế tắc về kiểm soát tài sản và quyền riêng tư. Thứ sáu là việc thi hành các giải pháp trừng phạt, thanh lọc và kiểm soát các quan chức phản ánh thực trạng suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, bộ máy cai trị hiện hành vốn có đặc quyền đặc lợi là chỗ dựa của chế độ này đã bị công kích khốc liệt, kéo dài không tránh khỏi tạo ra hiệu ứng tiêu cực khó lường, thậm chí tiềm ẩn rủi ro. Là người trong cuộc, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo củng cố cho Đảng. Và giờ đây, trong chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm, Đảng có thể kỷ luật bất kỳ quan chức suy thoái nào, đặc biệt là những quan chức dưới quyền của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đối với trường hợp của ông không thể hồi tố để xử lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2021 với bản tin Cải tổ chính trị từ việc giải mã trường hợp không thể kỷ luật nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.